Rồi Tết bưu điện của anh Phương Nam ở Hậu Giang nha, chiếc xe mô tô. Cái xe này súng. Súng xài 4 viên AA. Này xài viên 1S nằm trong bụng. Này mình test ha. Test gồm có quay bánh cùng với bẻ lái trái phải. Xe có hai càng hai bên chạy bằng cái bánh đà gọi là gyro. Ở sau lưng đuôi nó có cái công tắc. Mình bật công tắc xe trước. Đèn xe chớp. Bật công tắc của cái tay súng. Thì hai cái nó bay nhau thì đèn sẽ ngưng chớp. Bánh đào quay. Rồi mình chỉ bánh sau. Bánh sau quay phải chậm. Rồi bánh trước để lái. Rồi kiểm tra đầy đủ. Xe vận hành cũng đơn giản thôi. Phía trước mình đóng thùng rồi có cái sợi dây cáp USB để sạc luôn. Này là của anh Phương Nam Hậu Giang. Một xe gửi bên vận tải. Rồi mình cũng nói luôn, hàng thì cũng hết rồi, còn đúng có hai chiếc thôi. Hai chiếc này mình tính để dành để làm kỷ niệm, để thói quen. Hầu như lô hàng nào mình cũng để lại một hai chiếc để mình chơi, sau này có thời gian mình độ motor lên để cho tốc độ nó cao, độ pin này nọ rồi lên ra chơi với anh em cho vui. Nếu còn hai chiếc này không có dự định bán, còn đúng hai chiếc thì hai bộ này. Trước đây có một bộ mà mình xé ra thời mà còn ở lại khu, mình xé cái bộ điện này ra. Một bộ điện tính nó có thời gian mình làm tàu gió. Cái này trong mấy clip mình có nói rồi, điện của này là dàn xe thì gắn lại thôi, mình lười đó. Hiện tại giờ mình còn có vậy thôi. Vậy nhé. Thank you.